kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, lực lượng Ukraina vừa qua đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công của Nga được hỗ trợ bởi xe tăng, xe bọc thép và các nhóm tấn công ở khu vực Novomikhailivka của vùng Donetsk, mở ra cánh cổng địa ngục thực sự đối với quân đội nga. Tờ Kyiv Post dẫn thông tin từ lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 79 của lữ đoàn Tapyia thông qua Telegram cho biết lính dù Ukraine ở Novomikhailovka, vùng Donetsk, đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, phá hủy 7 xe chiến đấu bộ binh BMP, IFV của Nga. Báo cáo cho biết, cánh cổng thực sự dẫn đến địa ngục đã được mở ra với quân đội Nga ở quận Novomikhailovka của vùng Donetsk và họ tiếp tục tiến vào đó theo từng đơn vị. Trong khi Nga đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khác có xe tăng, xe bọc thép và các nhóm tấn công hỗ trợ, đáp lại, các máy bay chiến đấu của Ukraine ngay lập tức phản công bằng cách sử dụng các bãi mìn và hệ thống tên lửa chống tăng chặn, ngăn chặn lực lượng thiết giáp chính và buộc quân đội Nga phải tháo chạy. Tất cả các thiết bị của Nga không di chuyển được sau đó đã bị máy bay không người lái phá hủy. Những binh sĩ Nga còn sống sót đã cố gắng ẩn náu trong một tòa nhà bỏ hoang nhưng pháo binh Ukraine đã nhanh chóng nhắm vào địa điểm này. Báo cáo nêu rõ một số binh sĩ Nga tỏ ra kiên cường một cách đáng kinh ngạc tìm cách trốn vào một trong những ngôi nhà nhưng hàng không Ukraine đã không để cho họ có cơ hội. Trong một diễn biến liên quan để giúp Ukraine có nhiều lợi thế trên chiến trường, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị cho việc dỡ bỏ lệnh cấm đưa nhà thầu quân sự Mỹ đến Ukraine để giúp nước này bảo trì và sửa chữa những hệ thống vũ khí bị hỏng. Đây sẽ là thay đổi đáng kể nữa trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với Ukraine nhằm giúp nước này giành được lợi thế trên chiến trường. Chính sách trên vẫn đang được các quan chức của chính quyền chuẩn bị và chưa được Tổng thống Biden ký. Nếu được thông qua, thay đổi này sẽ được triển khai trong năm nay và sẽ cho phép Lầu Năm Góc ký hợp đồng với các công ty Mỹ để họ đưa người đến Ukraine lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra đầu năm 2022. Các quan chức Mỹ hy vọng họ có thể đẩy nhanh việc bảo dưỡng và sửa chữa những hệ thống vũ khí mà quân đội Ukraine sử dụng. Các quốc gia phương Tây hiện đang cáo buộc Nga đã trưng dụng nhiều tàu dân sự hoạt động trong khu vực biển Bắc cho mục đích trinh sát phục vụ quân sự. Theo ghi nhận trong thập kỷ qua, khi quan hệ với phương Tây xấu đi nghiêm trọng, Nga có thể đã sử dụng tới 200 tàu dân sự khác nhau để do thám cơ sở hạ tầng quan trọng của châu Âu và những cuộc tập trận do NATO tiến hành ở biển Bắc. Những mục tiêu như đường dây cáp điện và cáp tin liên lạc, đường ống dẫn dầu và khí đốt chạy dọc đáy biển Bắc là những đối tượng dễ bị ngắm tới khi Nga sử dụng tàu chở dầu, tàu đánh cá, tàu chở hàng, tàu nghiên cứu và thậm chí cả du thuyền để tiến hành trinh sát. Số liệu thống kê cho thấy tổng cộng có tới 1.012 tàu treo cờ Nga được xác định từng có mặt tại vùng biển nói trên kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014 cho đến ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024. Rất dễ quan sát khi những con tàu như vậy đi chạch khỏi lộ trình, đi vòng tại chỗ hoặc trôi giạt. Hành vi nói trên của thủy thủ đoàn cho thấy rõ ràng thay vì hoạt động như mục đích đăng ký, họ đang cố gắng thu thập thông tin. Trong 10 năm, lực lượng bảo vệ bờ biển châu Âu đã tìm thấy các thiết bị nghe lén, phương tiện không người lái dưới nước và máy quét siêu âm được sử dụng để lập bản đồ đáy biển. Hiện tại, đội tàu dân sự của Nga đang bị nghi ngờ có liên quan tới tổng cộng 950 vụ gián điệp. Phương Tây hy vọng các lệnh cấm vận mới ban hành sẽ phần nào hạn chế hoạt động của những con tàu nói trên nhưng thực tế điều này hoàn toàn bất khả thi. Về phần Nga, nước này vẫn bác bỏ mọi cáo buộc mà phương Tây đưa ra, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là sự áp đặt quan điểm một cách vô căn cứ vì quan điểm thù địch. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang cân nhắc việc hạ cấp độ quan hệ ngoại giao với nhiều nước phương Tây. Đây là động thái đáp trả việc Mỹ và các đồng minh can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Peskov chia sẻ với báo chí rằng việc hạ cấp độ quan hệ ngoại giao là việc thường thấy khi một quốc gia đối diện với những biểu hiện không thân thiện hoặc thù địch. Vì phương Tây tham gia ngày một nhiều vào xung đột Ukraine, Liên bang Nga không thể không cân nhắc những lựa chọn phản ứng với sự can thiệp thù địch của phương Tây vào cuộc khủng hoảng này. Ông Peskov nhấn mạnh hiện chưa có quyết định nào được đưa ra và Moscow cũng đang cân nhắc những lựa chọn phản ứng khác. Bom lượn Nga đang gây ra vô số rắc rối đối với quân đội Ukraine các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của bom lượn trên chiến trường sẽ ngăn Ukraine đạt được mục đích bởi bom lượn nổi tiếng là khó bắn hạ, đặc biệt là phiên bản FAB-3000. Tuy nhiên, khả năng của Ukraine trong việc chống lại mối đe dọa từ bom lượn đã bị cản trở nghiêm trọng do thiếu máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa và chính sách hạn chế của phương Tây ngăn cản lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Mới đây, hai chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách của Chính phủ Mỹ, Rand Corporation, các ông John Hen và William Cockney đã đưa ra một số khuyến nghị đối với Ukraine nhằm chống lại những quả bom lượn Nga. Đầu tiên, họ nhấn mạnh ý tưởng của Tổng thống Zelensky trang bị cho tiền tuyến các hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền của phương Tây với số lượng càng nhiều càng tốt để bắn hạ bom lượn Nga là phi thực tế. Theo nhận xét, những quả bom rơi tự do FAB khi tích hợp mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh hay còn gọi là mô đun UMPC được máy bay chiến đấu nga sử dụng rộng rãi hiện nay là loại vũ khí rẻ tiền nhưng cực kỳ hiệu quả. Có thể thấy các hệ thống Patriot, NASAMS, IRIS-T đang đối diện tình trạng khan hiếm đạn đánh chặn. Ngoài ra chúng cực kỳ đắt tiền, do vậy sẽ cực kỳ bất hợp lý khi sử dụng để chống lại những quả bom lượn rẻ tiền đang được ném xuống ồ ạt. Hai vị chuyên gia nhấn mạnh cách khả thi nhất để chống lại bom lượn là tiêu diệt máy bay mang chúng, bất kể trên mặt đất hay trên không. Điều này có thể đạt được bằng cách phối hợp giữa tên lửa chiến thuật, tác chiến không đối không và tác chiến điện tử. Nhưng để phát huy hiệu quả trước các lực lượng hàng không vũ trụ Nga, quân đội Ukraine được yêu cầu không chỉ dựa vào vũ khí phương Tây mà còn phải sử dụng chúng một cách thật hợp lý. Hai vị chuyên gia nhận xét, việc chính quyền Mỹ mới đây đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS vào các sân bay trong đất Nga cách xa hơn 100 km là bước đi hợp lý. Ngoài ra, để vô hiệu hóa bom lượn Nga, theo nhận xét, sự kết hợp giữa tiêm kích F-16 với máy bay Saab 340 AEVKC sắp được Thụy Điển cung cấp cho Ukraine sẽ mang lại hiệu quả đặc biệt lớn. Hai nhà phân tích của Rand nhận xét, việc kết hợp chúng sẽ tạo ra những khả năng tác chiến mới, đặc biệt nếu Mỹ cung cấp tên lửa không đối không tầm xa tiên tiến. Khi đó, tiêm kích F-16 có thể bắn trúng máy bay Nga trước khi chúng phóng bom. Chưa dừng lại đây, hai nhà phân tích còn đề xuất phương án bổ sung đó là gửi nhiều mô đun định vị vệ tinh Clonas lắp bên trong quả bom, từ đó làm giảm mạnh độ chính xác của chúng. Cuối cùng họ khẳng định Ukraine phải kết hợp các biện pháp một cách linh hoạt bởi những điều trên không phải là giải pháp thần kỳ giúp lực lượng vũ trang Ukraine vô hiệu hóa bom lượn Nga một cách tuyệt đối. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 7 rằng quân đội nước này đã phá hủy 9 máy bay chiến đấu của không quân Ukraine trong vòng 24 giờ. Trước đó, Bộ Quốc phòng đã công bố đoạn video cho thấy một cuộc không kích vào sân bay Mikorod của Ukraine ở vùng Poltava. Bộ này cho biết tổng cộng 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa iskander Báo cáo cập nhật sau đó cho biết một chiếc Su-27 khác và một chiếc MiG-29 đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ quân đội Nga cũng đánh chặn 6 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ cho Ukraine, một quả bom lượn AASM Hammer do Pháp sản xuất, một tên lửa HIMARS và 81 máy bay không người lái, bao gồm cả máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Nhà quan sát quân sự của Fox David Ace đã gọi cuộc tấn công vào sân bay Mykorod là một trong những ngày tốn kém nhất đối với lực lượng không quân Ukraine kể từ đầu xung đột. Trong khi đó, cơ quan giám sát của Mỹ phát hiện ra rằng Tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, một lượng vũ khí, thiết bị quân sự với tổng giá trị lên đến 62 triệu đô la Mỹ như các thiết bị nhìn đêm, tên lửa chống tăng Javelin và các thiết bị phóng tên lửa đột ngột biến mất không dấu vết tại Ukraine. Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ ODC tại Ukraine cho biết không rõ thiết bị nào trong số này đã bị đánh cắp hoặc bị phá hủy. Quân đội Ukraine vẫn chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng. ODC hợp tác với Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Ukraine để cung cấp thiết bị và huấn luyện cho quân đội nước này. Quân đội Ukraine thường báo cáo tình hình sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp với ODC. Cơ quan thanh tra cũng nhận thấy báo cáo tổn thất vũ khí được nộp chậm hơn đáng kể so với khung thời gian yêu cầu. Điều này sẽ khiến cho Bộ Quốc phòng Mỹ gặp khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình liên quan đến các thiết bị quân sự được chỉ định cung cấp cho Ukraine. Hiện, các cơ quan đang điều tra về những cáo buộc liên quan đến hành vi đánh cắp vũ khí do Mỹ viện trợ cho Ukraine. Quân đội Ukraine đang phải đối diện với ba mối nguy khiến quốc gia này gặp khó trong cuộc xung đột với Nga. Thứ nhất, Ukraine căng mình chống lại các đợt tấn công của Nga trên tiền tuyến, tận dụng lợi thế về hỏa lực trong bối cảnh viện trợ của Mỹ bị trì hoãn. Nga liên tiếp mở các cuộc tấn công nhằm chọc thủng phòng tuyến kéo dài 1.000 km của Ukraine. Các đơn vị Moscow đang nỗ lực thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công lớn sắp tới. Cuộc tấn công của quân đội Nga có vẻ chậm lại nhưng vẫn chưa biến mất gần thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov. Mặc dù các lực lượng Kiev đã liên tục tăng cường quân lực tại khu vực này và nhận được quyền khai hỏa vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, Nga cũng đạt được một số thắng lợi nhỏ tại thành phố Donetsk và những khu vực xung quanh thị trấn chiến lược Chasovya, một cửa ngõ dẫn vào Donetsk. Chuyên gia quân sự Jack Watling thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia nói, mục đích của Nga không phải là đạt được thành quả lớn, mà là phô trương với Ukraine rằng họ có thể duy trì các đợt tiến công lớn, cho đến khi tìm ra điểm yếu và chọc thủng điểm yếu trong hàng phòng thủ của Kiev, đồng thời cho rằng sẽ mất nhiều thời gian để Ukraine giành được thế chủ động sau khi Nga đang dần thích ứng với các vũ khí phương Tây trên chiến trường. Thứ hai, Ukraine phải đối mặt với thế khó về tài chính, Chuyên gia Quatling cũng cho biết tình trạng khó khăn về tài chính khiến Ukraine phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc đầu tư tài chính để nâng cấp các cơ sở hạ tầng quan trọng hay đầu tư cho các lực lượng đóng tại tiên tuyến nhằm chống lại các đợt tấn công dồn dập của Nga. Nền kinh tế Ukraine đang oằn mình chống đỡ khoản chi phí quốc phòng lớn trong hơn 2 năm giao tranh với Nga, ước tính thiệt hại lên tới 44 tỷ đô la Mỹ. Ukraine đã nhận tin tốt sau khi Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 4. Trong khi, Anh cũng đồng ý trao cho Kiev một gói viện trợ khác trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, theo ông Kaufman, trong bối cảnh viện trợ phương Tây vẫn đang nhỏ giọt, Ukraine vẫn phải tìm cách để cân bằng giữa chi phí quốc phòng hiện nay với các khoản chi cho việc phục hồi nền kinh tế trong nước, đặc biệt là nền kinh tế hậu chiến. Mối nguy thứ ba là Ukraine bị đe dọa trên mặt trận chính trị. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết NATO đã sai lầm khi cho rằng Nga sẽ không sử dụng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời tái khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết nếu chủ quyền và lãnh thổ Nga bị đe dọa. Ông Putin cũng cảnh báo rằng Moscow đang cân nhắc những thay đổi trong học thuyết hạt nhân giữa bối cảnh chiến trường Ukraine có sự xuất hiện của ngày càng nhiều vũ khí phương Tây. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng không loại trừ khả năng sẽ cung cấp vũ khí cho các đối thủ phương Tây. Tổng thống Putin đã hiện thực hóa khả năng này bằng cách ký hiệp ước phòng thủ chung với Triều Tiên vào tháng 6, mở cửa cho việc cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng. Nhà phân tích an ninh Sergei Politaev tại Moscow cho biết Điện Kremlin muốn dần dần rút cạn nguồn tài nguyên của Ukraine để buộc Kiev phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của Nga. Các điều khoản này bao gồm việc Ukraine công nhận chủ quyền đối với bốn khu vực Ukraine được sắp nhập vào Nga hồi năm 2022 và tự bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Ông Politaev cho biết trong một bài bình luận rằng lợi thế quân sự của Moscow cho phép họ duy trì áp lực lên toàn bộ tiền tuyến và đạt được những thành quả trong khi chờ đợi Ukraine kiệt quệ. Theo tờ Washington cuộc xung đột nga-Ukraine có một số mặt trận quan trọng. Một trong số đó là Biển Đen. Một phần vì đây là tuyến đường chính để Ukraine vận chuyển hàng hóa qua cảng của mình ở Odessa. Odessa rất quan trọng đối với Kiev vì Ukraine là một quốc gia xuất khẩu và hầu hết hàng xuất khẩu đó, theo truyền thống, đều được vận chuyển bằng tàu qua Biển Đen và phía nga đã phong tỏa tuyến đường đó. Vì vậy, Việc Ukraine giải quyết vấn đề này trở nên rất quan trọng, bởi vì nếu Ukraine không thể xuất khẩu, đặc biệt là ngũ cốc, nông sản, thì nước này sẽ không thể có một nền kinh tế đủ mạnh để duy trì cuộc đối đầu với Nga. Vài tháng sau khi xung đột nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo cơ quan an ninh nước này SBU đưa ra giải pháp cho cuộc phong tỏa. SBU đã thành lập một đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tác chiến độc đáo và người phụ trách đơn vị này là tướng Ivan Lukashevich dù có lực lượng hải quân nhỏ hơn quân đội ukraine cũng đã tìm ra chiến lược hiệu quả trên biển chìa khóa của họ là suv suv là những chiếc thuyền nhỏ được điều khiển từ xa chúng có màu sẫm nhỏ lơ lửng giữa các con sóng nên khó phát hiện hơn nhiều những gì ukraine đã làm là tìm ra những loại vũ khí nhỏ rẻ tiền dễ sản xuất và hiệu quả theo một cách nào đó có thể làm giảm lợi thế đó của nga lợi thế về quy mô nhờ chi phí rẻ nhanh linh hoạt dễ sử dụng và hiệu quả về cơ bản, Ukraine phải đổi mới và tạo đột phá vì họ không thể đối đầu trực diện với hải quân Nga. Cụ thể, Ukraine không có đủ năng lực quân sự để gây tổn thất cho tàu chiến Nga từ xa, nên họ phải sáng tạo, áp dụng các bài học trong lịch sử vào thế kỷ 17. Theo tờ Kiev Independent, lực lượng Nga đã chạm trán với một đối thủ mới ở Biển Đen, kho vũ khí SUV cảm tử của hải quân Ukraine. Do không có sẵn trên thị trường, quân đội Ukraine đã quyết định tự tạo ra SUV của riêng mình Dựa vào các thành phần có sẵn càng nhiều càng tốt. Về bản chất, SUV cảm tử của Hải quân Ukraina có nhiệm vụ đâm vào mục tiêu và phát nổ. Hải quân Ukraina đã thành lập lữ đoàn SUV chuyên dụng riêng biệt số 385 vào tháng 8 năm 2023, đơn vị đầu tiên chuyên sử dụng SUV cảm tử của hải quân. Tuy nhiên, quá trình phát triển SUV của Hải quân Ukraina diễn ra trong thời chiến, điều này ảnh hưởng đến cả thiết kế cũng như thời gian thử nghiệm chúng. Các giai đoạn thử nghiệm thường mất nhiều năm thì giờ chỉ mất nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều tuần để hoàn thành. Các nguyên mẫu được thử nghiệm ngay trên tiền tuyến, sau đó các sửa đổi được thực hiện và phiên bản tiếp theo được đưa vào chiến đấu. Sự đổi mới diễn ra nhanh chóng và những điều chỉnh đi kèm với mỗi giai đoạn phát triển là rất lớn. Giai đoạn tiếp theo là tạo ra một loại phá hủy tàu chiến bằng cách sử dụng đồng loạt nhiều SUV có khả năng khác nhau. Một số SUV sẽ được trang bị chất nổ, vũ khí và một số có các thiết bị liên quan khác. Thành công của các cuộc tấn công bằng SUV của Hải quân Ukraine đã tăng vọt kể từ đầu năm 2024. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR Kirillov Budanov, lực lượng Ukraine đã sử dụng 6 SUV để đánh chìm tàu hộ tống Ivanovets thuộc hạm đội Biển Đen của Nga vào tháng 2 năm nay. Theo báo cáo, tàu Ivanovets đã bị hư hỏng không thể phục hồi ở thân tàu. Quân đội Ukraine cũng đã đánh chìm tàu đổ bộ Sezakunikov ngoài khơi bờ biển Aluka thuộc Crimea bằng SUV vào tháng 2. Sang đầu tháng 3, tàu cô Kotov bị đánh chìm ở eo biển Kerch. Do đó, SUV của Hải quân Ukraine là một trong những yếu tố cùng với tên lửa và thiết bị bay không người lái trên không đã hạn chế đáng kể các hoạt động của hạm đội biển đen của Nga. Hải quân Nga đã di chuyển hầu hết các tàu của hạm đội từ Sevastopol đến Novodosis. Cường độ tuần tra dọc theo hành lang ngũ cốc của biển đen đã giảm đáng kể. Thiếu tướng Apti Alaudinov Phó cục trưởng cục chính trị quân sự của lực lượng vũ trang Nga và là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat cho biết, kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm 2024. Vị chỉ huy này nói thêm, các lực lượng Ukraine cũng có thể cảm nhận được thời điểm kết thúc đang tới gần. Theo TASS, ông Alaudinov nói: "Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kết thúc các hoạt động vào mùa thu này. Đối phương có thể cảm nhận được điều đó." Vị tướng này cho biết thêm, lực lượng Nga đang áp đảo lực lượng Ukraine ở phía bắc Volchansk. Vì vậy, Kiev đang cử các đơn vị tinh nhuệ và lính đánh thuê tới tăng viện. Tất nhiên, lực lượng Ukraine đang ở khu vực phía bắc sông Volchanka. Chúng tôi đã và đang tấn công họ. Và chắc chắn, chúng tôi đang tiến về phía trước mỗi ngày trong khi đối phương bị đánh bật khỏi các vị trí của họ. Hôm nay, lực lượng Ukraine ở Volchansk đã mất hết năng lực, vị tướng Nga nói. Tướng Alaudinov cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Theo chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, quân đội Nga tiếp tục kiểm soát tình hình tác chiến. Quan chức Nga chỉ ra rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã hoạt động với công suất cao trong hai năm qua. Trước đó, ông Alaudinov cảnh báo bất chấp vũ khí nào do phương Tây cấp cho lực lượng Ukraine cũng không thể đảo ngược tiến trình lịch sử và diễn biến trực tiếp ở tiền tuyến. Ông Alaudinov tuyên bố, Nga sẵn sàng đối phó với tình huống phương Tây cung cấp vũ khí có khả năng tấn công lãnh thổ Nga cho chính quyền Kiev. Tướng Nga cũng tuyên bố sẽ nghiền nát vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 cũng nhấn mạnh, chỉ cần ngừng cấp vũ khí cho Ukraine, Mỹ hoàn toàn có khả năng chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, ông nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông đã phản hồi rằng, nếu các vị muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2-3 tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cũng cho biết, Kiev đang chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột với Nga và kế hoạch này sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay. Ông Zelensky nói, chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả các điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận cho các đối tác của chúng tôi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trước cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov rằng tôi tự hào khi Mỹ sẽ sớm công bố khoản viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ bao gồm các loại vũ khí như vũ khí chống tăng và máy bay đánh chặn phòng không, đồng thời cho phép Ukraine đẩy nhanh quá trình mua sắm máy bay đánh chặn phòng không NASAMS và Patriot. Ông Lloyd Austin thông tin thêm, gói viện trợ của Mỹ sẽ cung cấp thêm máy bay đánh chặn phòng không, vũ khí chống tăng và các loại đạn dược quan trọng khác từ kho dự trữ của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đưa ra phản ứng trước nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, Ông Lloyd Austin cho biết, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xây dựng cầu nối đến từ cách thành viên NATO cho Ukraine. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Rustem Umerov cho hay Ukraine mong muốn trở thành thành viên của NATO và hy vọng Ukraine sẽ sớm nhận được lời mời. Một số phương tiện truyền thông trước đó đưa tin, theo các báo cáo cuối tháng 6, Mỹ đang chuẩn bị công bố khoản viện trợ mới cho Kiev trị giá khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Gói hỗ trợ mới có thể bao gồm tên lửa HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao, vũ khí chống giáp, vũ khí nhỏ và lựu đạn, cũng như đạn pháo 155mm và 105mm, máy bay đánh chặn phòng không Hawk. Kể từ năm 2022 đến nay, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nước lo ngại về tương lai hỗ trợ của Washington dành cho Kiev nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 hai cố vấn chủ chốt của ông Donald Trump đã tiết lộ kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột của Nga tại Ukraine nếu vị lãnh đạo này giành chiến thắng, đồng thời tiết lộ Ukraine chỉ nhận được thêm vũ khí của Mỹ nếu nước này tham gia đàm phán hòa bình với Nga. Đề xuất này sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong lập trường của Mỹ về cuộc chiến và vấp phải sự phản đối từ đồng minh châu Âu và ngay trong đảng Cộng hòa của ông Trump. Trước Mỹ, hàng loạt các quốc gia phương Tây cũng gia tăng các gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hồi đầu tháng 5, chính phủ Ba Lan đã công bố tài trợ 20.000 thiết bị Internet Starlink cho Ukraine. Đây là những thiết bị cần thiết cho thông tin liên lạc quân sự của nước này. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức vừa qua đã công bố kế hoạch mua 3 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS từ Mỹ để chuyển sang Ukraine. Việc phương Tây liên tục chuyển vũ khí quân sự cho Ukraine đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của Nga. Trong một tuyên bố đưa ra, phản ứng về gói quân sự của Mỹ, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói rằng một chuyến hàng vũ khí khác của Mỹ cho Ukraine là phản ứng trước sự thành công của lực lượng vũ trang Nga ở tiên tuyến. Ông cũng đồng thời chỉ trích chính quyền Mỹ đã trốn tránh trách nhiệm về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự ở Nga bằng việc sử dụng vũ khí được cung cấp từ Mỹ. Theo ông Anatoly Antonov, quyết định của Mỹ và đồng minh sẽ khiến xung đột ở Ukraine không có hồi kết.